hai hai ba thằng điên. Ngay sau đó, các ý thức được vận dụng những bài học này trong cuộc chiến đấu với thang dây và dưới sự tác động của nước. Những cách khó khăn và vấn đề nào đang chờ đợi họ phía trước, ai sẽ vượt qua và ai sẽ là người tiếp theo phải lời chia tay trên cuộc hành trình chinh phục quân duy nhất của chính phủ Việt Nam. Việt Nam đã bắt đầu 2017 rồi phải tôn sao. Hiểu. Được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy tháng 7 năm 2017. 8 trừ 2 bằng 3 không đúng. 6 trừ 2 bằng 3 luôn. 6 trừ 2 bằng 3 luôn.